chào các bạn, mình là Thùy Trang. Chào mừng các bạn đến bản tin công nghệ STA số thứ 2. Hôm nay Trang sẽ cùng các bạn điểm qua những tin tức về công nghệ nổi bật những ngày vừa qua nhé. Mở đầu bản tin công nghệ ngày hôm nay sẽ là thông tin về công ty điện tử Samsung củng cố giá trị thương hiệu với top 5 toàn cầu tại Intertrend 2021. Theo danh sách thương hiệu toàn cầu tốt nhất do công ty tư vấn toàn cầu Intertrend công bố ngày 20 tháng 10, Samsung đứng thứ 5 với giá trị thương hiệu đạt 74,6 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái. Nhờ hoạt động tài chính vững mạnh, vốn đã phục hồi đạt mức trước đại dịch, giá trị thương hiệu của công ty đã tăng 20% trong năm nay, gấp đôi tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu trung bình trong số 100 thương hiệu hàng đầu trong năm 2021. Và kể từ khi lọt vào top 5 lần đầu tiên vào năm ngoái, Samsung đã giữ vững vị trí của mình trong 2 năm liên tiếp với mức tăng giá trị thương hiệu lớn nhất kể từ năm 2013. Intertrend là một tổ chức có uy tín hàng đầu về định giá thương hiệu. Kết quả định giá thương hiệu của Intertrend được tạp chí Business Week công nhận và phát hành chính thức. Intertrend đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình giá trị kinh tế của thương hiệu, bao gồm cả yếu tố marketing và tài chính trong việc định giá thương hiệu. Không chỉ là những phụ kiện đơn giản mà còn là những tín đồ thời trang thực thụ, thì Samsung và Mason Kinsey trình làng ra phiên bản đặc biệt. Samsung vừa công bố quan hệ hợp tác với Mason Kinsey, thương hiệu phong cách sống đa dạng Paris Meet Tokyo trên hai thiết bị đeo phiên bản đặc biệt mới nhất, Galaxy Watch 4 và Galaxy Buds 2 Mason Kinsey Edition. Sự hợp tác này mang lại sự vui tươi của phong cách Mason Kinsey và Samsung Galaxy. Logo mang tính biểu tượng Mason Kinsey Force trở nên sống động theo những cách vui tươi và sáng tạo trên Galaxy Watch 4 và Galaxy Buds 2. Tính thẩm mỹ đậm phong cách Mason Kinsey được thổi hồn vào mọi khía cạnh của thiết bị đeo phiên bản đặc biệt Galaxy, từ dây đeo, mặt đồng hồ cho đến tai nghe và vỏ ngoài. Màu sắc tinh tế Moonrock Beige cũng được ra đời đánh dấu sự hợp tác này. Truyền tải chủ đề Galaxy bao hàm trong khi vẫn tạo ra sự hài hòa hoàn hảo giữa thời thượng và sang trọng. Ra đời vào năm 2002, Beriudat Luay và Masaya Kuroki, Mason Kinsey sớm trở thành thương hiệu thời trang đình đám của đường phố Paris. Một item của Mason Kinsey có giá dao động từ 1.500.000 cho tới 3.500.000 đồng. Nếu bạn cảm thấy màu sắc trên những chiếc điện thoại dần trở nên đơn điệu, thì thông tin dưới đây sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn khác. Khi Samsung vừa trình làng ra mắt chiếc điện thoại Galaxy Z Flip 3 phiên bản Beatbox. Công ty điện tử Samsung đã công bố cách mới nhất để tùy chỉnh thiết bị di động, cho phép người dùng thể hiện cá tính thông qua công nghệ. Khởi đầu với Galaxy Z Flip 3 Beatbox Edition, Samsung mở ra cơ hội cho khách hàng tự thiết kế thiết bị di động của riêng mình. Đáp ứng nhu cầu này, Samsung đang mở rộng các kết hợp với màu sắc trải nghiệm người dùng đặc biệt để cá nhân hóa thiết bị của họ với Beatbox Edition, cung cấp các lựa chọn không có ở bất cứ nơi nào khác trên thị trường. Samsung vừa phát hành phiên bản One UI 4 Beta cho dòng Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3. Samsung đã chính thức mở chương trình thử nghiệm One UI 4 Beta dựa trên Android 12 cho người dùng Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 ở thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ. One UI 4 sẽ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế Material View từ Android 12 và có một tính năng mới có tên là Quick Share, cho phép truyền dữ liệu liền mạch giữa các thiết bị Galaxy và hơn thế nữa. Ngoài ra, bản cập nhật mới cũng mở rộng hệ thống SmartThings 5 cho các phụ kiện như Galaxy Buds và S Pen, tận dụng mạng lưới các thiết bị Samsung để giúp xác định vị trí của phụ kiện bị mất. Và bản tin công nghệ STA số 2 đã kết thúc. Các bạn nhớ nhấn like và theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.